Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Em sống ở Nung Bèo, thành phố Nung Bèo của Đức. Và ông xã thì cũng đã có nhiều năm kinh nghiệm trong cái y học cổ truyền, tuy là bác sĩ y khoa Tây y nhưng mà rất là thích những cái phương pháp mà tự nhiên và không dùng thuốc của Việt Nam mình. Và phương pháp này là những người ở Đức rất là ưa chuộng bởi vì họ khuynh hướng thiên về những cái phương pháp rất là tự nhiên, không có kemi nhiều trong cách chữa trị. Thì em thấy cái hướng này đi ra xứ người là một cái hướng rất là tốt cho nền y học dân tộc Việt Nam này. Lý do em có mặt ở đây là có duyên viết lại cái môn thập chỉ liên tâm rất là sâu xa, vì nhiều năm em đã biết tới cái môn này rồi và cũng mong ước là đem ra xứ bạn, nhưng mà vì cái điều kiện chưa thực hiện được. Vừa rồi em có đọc trên mạng và có được biết được cái một người bạn trong phòng mạch bị thoái vị đĩa đệm đau và không có cái thứ thuốc nào mà có thể giúp cô có thể là đi được. Thì vừa rồi em có chườm đá cho cô và cô cảm thấy là bớt đau, nhưng mà sau đó thì nước tiểu của cô quá là hôi nên cô kêu là cô sợ chồng cô biết đến cái nước tiểu hôi đó cô không làm nữa. Thì em rất là uổng cái phương pháp này nó có hiệu nghiệm ngay tức thì như vậy. Thì em có làm cho những cái người bệnh nhân thì họ thấy là cái phương pháp này nó đem lại hiệu quả tốt như vậy, em họ mới yêu cầu em là nên học thêm để về mà đưa cái phương pháp mà không dùng thuốc này cho họ, đến với họ. Thì em cứ nghĩ rằng đây là cái phương pháp không dùng thuốc hoàn toàn rất là pure, hoàn toàn rất là không có cái nê bình tiệt khung, phản ứng phụ nha. Thì em giới thiệu cho họ và họ rất là united, rất là hứng thú và họ đã cùng hài lòng và họ nói là họ cho tiền em đi về đây để được học cái khóa này để về chữa trị cho họ. Thì em rất là vui và em rất là phấn khích để mà tham dự cái khóa học này, đem đến cho xứ người một cái phương pháp của người Việt Nam mình. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 0936550900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.